coming. Waiting in the shadows. Rất là thích cái phim kinh dị như thế này. Đụng quá, người ta đang phỏng vấn mà đừng có đụng nữa. Không có đụng Bảo ơi. Thật sự Lương rất là kỳ vọng vào bộ phim này. Bộ phim này sẽ là một cái gì đó nổi bật và làm mình thật sự sợ trong năm nay. Ghê hơn cả ám ảnh Trinh Hoàng phần 1, phần 2. Không phải là đáng sợ, bây giờ là Tia nghĩ tới con nổi hết cả da gà lên. Cùng sợ với luôn nha các bạn. Becca. Oh, you don't die.